Lì trẻ trâu. Riết tới riết lui. Đường giả nghèo theo sắc anh. Nó đang nhìn thái độ của mẹ để nó quyết định nó có nên đi tiếp hay không. Rồi nó lùi lại. Trời ơi, nó ngồi đó rồi. Chủ đâu thèm nhìn tới đâu. Làm gì lì đó, nhạy cảm quá mức, nó biết nó lì á, nó biết là cái tội của nó phải vô chuồng, nó suốt ngày lo sợ vậy á. Cuộc sống về đêm của lì. Đói bụng thì lại ăn đi, không lì này. Thấy bà chủ hút canh nghe thèm chưa? Có cái lưỡi đó kìa. Nằm nó hoài hay sao?